Với mục tiêu cải thiện chất lượng nước, phục vụ sức khỏe cho mọi nhà, Nanos luôn cam kết cải tiến nâng cao công nghệ lọc và xử lý nước uống. Hệ thống Nanos H2 Plus sử dụng công nghệ tiên tiến đã được nghiên cứu và phát triển hơn 50 năm của Nhật Bản. Và đây là máy lọc nước đầu tiên ở Malaysia kết hợp kiềm và hydro cho nước uống hàng ngày. Hệ thống Nanos H2 Plus không chỉ giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước, mà nó còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe từ nước giàu hydro và nước kiềm. Theo nghiên cứu của PMC cho thấy, nước giàu hydro có khả năng cân bằng chỉ số pH trong cơ thể của chúng ta. Đồng thời, uống nước kiềm với chỉ số pH 8,8 có thể làm giảm hoạt tính của pepsin trong cơ thể chúng ta. Bởi vì nồng độ pepsin quá cao có thể gây ra bệnh trào ngược axit dạ dày. Với Nanos, chúng tôi luôn quan tâm đến sức khỏe của bạn. Với Nanos, chúng tôi cung cấp giải pháp nước sạch và có lợi cho sức khỏe với giá thành hợp lý. Với hệ thống nước sạch Nanos H2 Plus, đã có hơn 100.000 gia đình ở Malaysia đang tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh. Đừng chần chừ nữa, hãy liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ để có ngay hệ thống nước Nanos H2 Plus cho cuộc sống của bạn.